my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. We've been going and going back and forth, 'cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight. Hello, xin chào mọi người cùng đồng hành với Nhi trong video ngày hôm nay để khám phá những cái cách làm tóc rất là đơn giản dành cho những bạn vụng về và lười làm đẹp như Nhi chẳng hạn. Bây giờ đầu tiên thì các bạn có thể mua một cái băng gọi là đeo lên đầu, thì nó rất là đơn giản nhưng mà khi mà đeo vào thì cũng trông xinh đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn có thể đeo theo hai cách, một là đeo như này. Hai là các bạn có thể đeo hẳn vào. Các bạn có thể cột tóc lên, khi mà các bạn cài vào như vậy thì các bạn cột tóc lên như vậy. Thì mình sẽ để cái ảnh ở đây khi mà mình vừa cài lên xong rồi mình cột tóc. Hai là các bạn có thể mua dạng cột như vậy, đang rất là hot dạo gần đây, cái dạng cột mà có một cái nơ ra như vậy. Thì mình chỉ được cột đơn giản giống như là mình cột một nửa lên. Trong mặt mày sáng sủa, có cái nơ trông rất là nữ tính. Đó. Không thì các bạn có thể cột theo kiểu mà cột lên hẳn cái đỉnh đầu. Ngoài ra thì cái cột tóc này còn có một cái kiểu là chỉ cần cột lên hết như vậy thôi là thấy mặt cũng đã sáng sủa và sạch sẽ và sáng sủa hơn rất là nhiều rồi. Đó, chỉ cần các bạn cột lên vậy thôi là nhìn mặt đã rất là tươi và sáng hơn. Ngoài ra các bạn có thể để một số cái cột tóc gọi là buông lơi xuống như vậy nếu như các bạn muốn. Cái phụ kiện mà thứ ba mà mình nghĩ là các bạn nên có cho mái tóc của mình là hai cái cài như vậy. Hoặc là các bạn có thể mua một dải kẹp thật là màu sắc, màu mè thì các bạn cũng có thể kẹp lên tóc rất là đẹp. Ví dụ một kiểu thôi là dạo gần đây là các bạn hay nổi cái kiểu mà kẹp một dải kẹp ở hai bên này nè, thì mình cũng có thể dùng cái kẹp này kẹp. Chỉ cần kẹp đơn giản lên thôi thì mình thấy tóc mình cũng đã đẹp hơn rồi đúng không? Cái cách làm thứ hai là các bạn chắc là cũng thấy nhiều rồi. Mình chỉ cần lấy một xíu tóc như vậy, sau đó thì cuộn lại và đưa ra đằng sau. Lại dùng kẹp này. Hello,
theo các bạn có thể chừa lại một phần tóc phía trước như vậy, sau đó vét lên. Ngoài ra thì mình khuyến khích là các bạn cũng nên có một cái cạp tóc nhìn kiểu rất là nữ tính như vậy để cạp nửa tóc. Thật ra thì với kẹp này thì mình chỉ có thể cột theo kiểu một nửa như vậy thôi. Không biết các bạn có cái kiểu nào nữa không thì các bạn hãy bày cho mình nha. Vậy là xong cái video mà những kiểu tóc có thể tạo được với 4 cái phụ kiện mà mình nghĩ là các bạn nên có trong dịp Tết hoặc dịp lễ để có thể mà tạo những kiểu tóc rất đơn giản. Video của mình đến đây là hết rồi các bạn. Hãy nhớ nhấn like và share cho mình nha. Bye bye.